quả thật đây là một chủ đề vô cùng khó và nan giải dành cho gia đình ông Trung bà Thủy cũng như là quý vị khán giả. Vậy thì khi mà chúng ta viết di chúc thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ạ? Dạ thưa, trước nhất di chúc thì phải xác định được cái ngày tháng năm lập di chúc và cái nơi lập di chúc là ở địa điểm nào và người lập di chúc là ai, xác định rất rõ ràng cái họ tên cho chính xác, địa chỉ của cái người lập di chúc. Và khi lập di chúc như vậy, chúng ta phải định đoạt rõ ràng cái tài sản nào. Ví dụ chúng ta không thể nói một căn nhà chung chung, mà chúng ta phải nói căn nhà số mấy ở đường gì đâu như thế nào đó. Và nếu chúng ta nói về thửa đất thì chúng ta phải nói thửa đất nào đó rất cụ thể. Và cái thứ hai nữa thì người mà chúng ta để lại gọi là người được thừa hưởng thì chúng ta phải ghi rõ ràng rằng cái người đó tên là gì, rất là chính xác. Và nhân đây chúng tôi cũng xin nói luôn đó, thì khi mà chúng ta định đoạt trong cái tờ di chúc như vậy thì phải nhớ rất rõ là phải để di chúc là để sở hữu, nếu mình để sử dụng thì không trúng. À, tại sao lại không được ạ? Nếu mình để nói rằng chỉ sử dụng thì người ta không được bán. Còn nếu mình nói sở hữu thì cái người đó sẽ được bán căn nhà, được định đoạt về cái quyền sở hữu của căn nhà đó. Chúng ta biết là trong quyền sở hữu nó có cái quyền sử dụng nằm trong cái sở hữu. Ví dụ mình sở hữu căn nhà thì mình có quyền sử dụng căn nhà. Mình sở hữu chiếc xe, mình có quyền sử dụng chiếc xe. Nhưng người không sở hữu chiếc xe cũng có quyền sử dụng chiếc xe. Nếu người ta cho mình mượn chiếc xe, hay nếu mình đi thuê chiếc xe đó, hoặc nếu mình không phải sở hữu căn nhà, mình đi thuê căn nhà thì mình cũng sử dụng căn nhà vậy. À dạ. Và trong câu chuyện của chúng ta thì bà Phụng còn có nhắc đến là hàng thừa kế. Xin luật sư hãy chia sẻ rõ hơn cho mình Ngọc hiểu về vấn đề này nha. Dạ thưa, đây cũng là một vấn đề nó nằm ở trong luật. Hàng thừa kế thì như lúc nãy chúng tôi thưa là nếu mình không có lập di chúc, một người qua đời không có lập di chúc thì sẽ thừa kế theo pháp luật. Thừa kế theo pháp luật thì sẽ định là quy định rõ hàng thừa kế. Hàng thừa kế có nghĩa là ta quy định hàng thứ nhất, hàng thứ hai, hàng thứ ba. Hiện nay là theo pháp luật Việt Nam thì có 3 hàng thừa kế như vậy. Và 3 hàng thừa kế đó, hàng thứ nhất là gồm có ai? Ví dụ là khi một người qua đời thì hàng thứ nhất sẽ gồm có cha, mẹ còn sống đó, rồi vợ, chồng còn sống, rồi các con. Trong đó là có con nuôi, có con ruột, nhân dân này kia gọi là con đẻ đó ha. Hàng thứ nhất. Rồi hàng thứ hai, nếu không có hàng thứ nhất thì mới qua hàng thứ hai. Qua hàng thứ hai là qua ông bà nội, ông bà ngoại, rồi anh chị em của mình. Rồi hàng thứ ba, nếu không có hàng thứ nhất, không có hàng thứ hai thì lại qua cái hàng thứ ba. Hàng thứ ba là ông bà cố, ông bà sơ gì đó. Rồi là con của anh chị em, nhân dân. Đó là qua hàng thứ ba. Còn nếu đến hàng thứ ba không có ai nữa hết thì cái tài sản đó sẽ thuộc về nhà nước. Và như vậy đó thì chúng ta biết hàng thừa kế thì những người ở trong cùng một hàng thừa kế sẽ hưởng một cái phần bằng nhau. Và cho nên thí dụ có một cái bà qua đời mà để lại hàng ngàn tỷ đó. Để rất là lớn, rất là nhiều tiền. Thì các anh em, thì nếu như chúng ta lúc nãy nói thì đó là hàng thứ hai. Bà này đó thì là không có chồng, nhưng mà bà ấy lại không có con ruột, nhưng bà ấy có một người con nuôi. Đến chừng khi các anh em đòi hưởng thì cái người con nuôi, con nuôi là hàng số 1 đúng không ạ? Dạ đúng. Thì lúc nãy chúng ta đã nói rồi, con đẻ cũng như con nuôi, thì như vậy có hàng thứ nhất thì sẽ không có hàng thứ hai. Cho nên cái người con nuôi mới là đòi hưởng, mà hãy có hàng thứ nhất thì không có hàng thứ hai. Nhưng mà sau cùng thì cũng rất vui là trong gia đình đã hòa giải được. Và đó là dựa theo pháp luật. Thế thì nếu như mà người viết di chúc họ tự mặc định những hàng số 1, số 2, số 3 theo ý họ được không ạ? Rồi, cô Minh Ngọc hỏi cái câu này cực kỳ hay đấy nha. Thì mình có quyền, mình đi trong cái tờ di chúc của mình nói rõ, giả dụ như mình để là cho cái người là Nguyễn Văn A. Mà nếu Nguyễn Văn A mà qua đời trước thì sẽ để là khi qua đời trước tôi thì tôi sẽ để lại cho cái người kế tiếp đó là ai. Ví dụ như với những tài sản lớn như là nhà, cửa, đất đai thì mình dễ hình dung. Nhưng mà với những tài sản nhỏ hơn, ví dụ như là cây cảnh hoặc là những loài thú nuôi mà mình yêu thích thì sao ạ? Dạ thưa, thật sự ra đó thì thú nuôi nhiều khi cũng đắt giá lắm. Và những cây kiển nhiều khi nó cũng rất là có giá. Cho nên trong cái việc này thì đối với những cái tài sản đó thì thường người ta cũng quy định trong cái tờ di chúc. Chúng tôi đã từng có cái vụ việc khi cái người đó qua đời thì những cái cây kiển để lại, bonsai để lại rất là nhiều. Nhưng đến một thời gian sau không có người chăm sóc cho nên đã chết đi một phần. Thì đến cái lúc mà thực hiện tờ di chúc thì phải đếm cụ thể là còn bao nhiêu cây nào như thế này. Mà thật sự ra nếu mà cây có giá trị thì cái người lập trong tờ di chúc phải quy định rất rõ đó là cây gì,
trong cái chậu làm sao nhân dân mới biết được. Như vậy thì nó sẽ đẻ ra cái câu chuyện tôi nghĩ rằng cô Minh Ngọc muốn hỏi là ở chỗ này nè. Ví dụ để lại hai con bò, hai con trâu hay gì vậy Mà mai mốt đẻ thành 4-5 con. Rồi, thì bây giờ ở đây chúng ta cũng biết rất rõ ràng rằng là như vậy. Thì trong tờ di chúc sẽ quy định rõ nếu hai con bò này, hai con trâu này nó sanh ra bao nhiêu con nữa thì đó thì cũng thuộc về cái người này. Thì chúng tôi nghĩ rằng nó quy định rõ, và trong pháp luật chúng ta cũng có nói là từ một cái vật nào sinh ra, thì giả dụ như là thiên tự nhiên sinh ra, phải không? Thì cái đó gọi là hoa lợi. Ví dụ như là cây xoài, cây mít, cây gì sinh ra trái thì gọi là hoa lợi. Còn nếu căn nhà đó thì căn nhà thì đâu có đẻ ra nhà gì đâu. Mà căn nhà thì nếu mình cho thuê thì đẻ ra tiền, thì cái đó là lợi tức. Thì cái lợi tức thì như vậy trong tờ di chúc vẫn cũng phải ghi rõ là lợi tức từ cái căn nhà này thì cũng sẽ thuộc về người đó. Ví dụ vậy đó, thì như vậy từ căn nhà và lợi tức từ cái vật nào đó ra cái hoa lợi thì cũng thuộc về người đó. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng cô Ngọc cũng muốn hỏi một cái chuyện là giả dụ thêm, tức là nó không phải từ nó đẻ ra, cái con nó đẻ ra mà mua thêm, hay là căn nhà hay là gì đó lại thêm mua căn nhà. Thì dạ thưa, trường hợp này là phải lập thêm ạ. Lập thêm cho nên giống như trong cái câu chuyện của chúng ta là nói ông phải ghi rõ, có thể thôi cập nhật mỗi ngày vậy đó. Ví dụ như hôm nay là lập di chúc là có 5 cây thôi, ngày mai mua thêm 5 cây nữa thì phải lập thêm di chúc là 5 cây. Có nhiều cặp vợ chồng trước khi đi đi du lịch này kia đó thì cũng đến văn phòng luật sư lập di chúc rồi để nói lận cho vợ cho mình yên tâm. Nhưng mà nhân đây cũng xin nói luôn là vợ chồng thì mỗi người cũng phải lập một tờ di chúc riêng, chứ không phải lập chung, không có lập di chúc nhưng chung mà tài sản chung mà. Dạ thưa, tài sản chung nhưng mà người chồng sẽ nói tôi định đoạt phần tài sản của tôi, còn người vợ sẽ định đoạt cái phần tài sản của tôi. Ngay cả chúng tôi là luật sư, khi chúng tôi lập di chúc cho ai, chúng tôi cũng lấy cái điều luật của Bộ Luật Dân sự nói di chúc phải có cái nội dung gì, nội dung gì. Ví dụ người ta nói rất rõ, phải nói cái địa điểm làm, thời gian làm, rồi nếu có mấy trang thì phải nói là mấy trang nè, dân này kia, rồi phải ký tên vô từng trang, chứ không phải chỉ ký có trang cuối không. Tất cả đều phải, còn nếu có điểm chỉ tức là lăn tay cũng phải lăn tay hết. Như luật sư chúng tôi đọc tới đọc lui, mà mỗi lần làm di chúc là mình ở trong cái tâm trạng hồi hộp lắm, tại vì cái đó rất là quan trọng. Và cái tờ đó chỉ có giá trị khi cái người lập tờ đó không còn sống nữa, họ qua đời, lúc đó không ngồi dậy để mà sửa cái gì được hết. Cho nên nhân đây cũng xin nói là lập di chúc phải hết sức cẩn trọng, hết sức kỹ lưỡng, đọc tới đọc lui, đọc kỹ lắm rồi mới ghi ra. Xin cảm ơn luật sư Trương Thị Hòa với những lời khuyên vô cùng hữu ích dành cho quý vị khán giả của Bí Kíp Hạnh Phúc. Và chúng ta sẽ còn chia sẻ nhiều điều hữu ích hơn nữa trong những số phát sóng tiếp theo vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến đây thì Minh Ngọc và luật sư Trương Thị Hòa xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.